Đây là những cái loại trái cây mà mình cần chuẩn bị nè mọi người, để làm cái mâm ngũ quả với những cái tên gọi rất là ý nghĩa. Để thực hiện được cái đây thì chúng ta cần chuẩn bị những loại trái cây như thế này. Trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình đó là một trái mãng cầu ta hoặc là mãng cầu sim gì cũng được nha mọi người, tùy cái dĩa trái cây lớn nhỏ mà các bạn có thể mua 1, 2, 3 trái. Mình thì làm vỉa trái cây nhỏ thôi nên mình sử dụng một trái mãng cầu. Kế tiếp thì mọi người chuẩn bị cho mình đó là một trái dừa. Thì dừa đã ở đây á, mọi người chuẩn bị đó là dừa càng tròn càng tốt nha mọi người. Đặc biệt là mình để xuống cái dĩa này nè, nó sẽ không bị cung lắc. Cái đít nó hơi bằng bằng á. Nè, mình để nè, nó rất là chắc nha. Đó, mình chọn lựa trái dừa càng tròn càng tốt. Và giữ luôn cuốn của nó nha, để cho nó đẹp nha mọi người. Nó là ít sẹo dít. Dừa thì thế nào cũng phải có sẹo, nhưng mình lựa làm sao cho nó ít sẹo nhất, càng ít sẹo càng tốt nha. Tiếp theo thì mọi người cũng chuẩn bị cho mình đó là một trái đu đủ. Đu đủ thì tùy mọi người, có thể chọn đu đủ xanh hoặc đu đủ ngoại dịch. Bây giờ thì mọi người có thể trưng đu đủ vàng á, cũng rất là đẹp đó. Nhưng mà theo truyền thống mình xưa giờ thì mình thích trưng đu đủ xanh nha mọi người. Đó, đu đủ là trọn vẹn ý nghĩa luôn. Thì một lát sẽ kết hợp lại được một cái tên rất là hay. Mỗi cái đều có một cái ý nghĩa riêng nha mọi người. Tiếp theo nữa là quý vị cũng chuẩn bị cho mình đó là sung. Trái sung nha. Trái sung thì mình lựa những trái nhỏ nhỏ thôi. Đặc biệt là mình vừa hái lên nha mọi người. Sung vừa hái lên thì mình chưng nó sẽ giữ được lâu hơn á. Nè, chọn trái sung nhỏ nhỏ, một chùm vậy là đủ rồi. Đó, dĩa trái cây nhỏ thôi. Nếu mọi người mà làm dĩa trái cây lớn hơn thì mình chọn những cái quả sung lớn hơn chút xíu cũng được. Đó. Rồi, trong cái dĩa trái cây của người miền Tây mình á, không thể nào mà thiếu trái xoài nha. Đó, trái xoài thì ở đây mình sử dụng trái xoài nhỏ thôi mọi người, vừa thôi. Nếu mọi người làm trái cây cái dĩa trái cây to á, thì có thể sử dụng trái xoài to hơn xíu nha. Đó, hoặc là có màu hơi ửng hồng á, cũng rất là đẹp. Đó, tùy vào nhu cầu của cái dĩa trái cây mình thôi. Cái dĩa trái cây của mình á, cũng ông bà cũng rất là đơn giản và dễ làm, quan trọng là đầy đủ ý nghĩa nha. Thì tiếp theo á là mình ở đây mình cũng có chuẩn bị đó là quýt á. Quýt này quýt ngọt nha mọi người. Đó, quý vị cũng có thể sử dụng quýt hồng á cũng được. Đó, cái này là quýt ngọt nè. Đó, mình sử dụng hơi nhiều tại vì nó mang cái màu chủ đạo cho cái dĩa trái cây của mình. Đó, như mọi người thấy ở đây là những cái màu kia là thuần xanh luôn. Đó, chỉ có dĩa quýt này nè, nó sẽ làm tôn lên cái dĩa trái cây mình nè, nó trong cái màu sắc nó hấp dẫn hơn. Ở bên cạnh đó để tăng thêm cái phần ý nghĩa thì ở đây mình có sử dụng đây là hai nhánh phát tài. Đó, mọi người ở quê mình còn gọi là trường xanh đó. Còn mọi người một số nơi thì gọi là chúc may mắn, che may mắn đó mọi người. Đó, cây này thì cây phát tài tía, mình sử dụng hai nhánh. Và ở đây mình cũng sử dụng luôn đó là một nhánh mai. Nè, mọi người xem mai của mình nè. Mai thì mọi người lưu ý là chọn những cái nhánh như vậy là có nụ nha. Đó, một có hoa và có nụ luôn. Đó, tại vì mình chưng khoảng 1-2 ngày thì nó sẽ mai này thì nó sẽ tàn trước. Đó, thì một lát thì mình sẽ giới thiệu tiếp nha. Giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện nha mọi người. Rồi, mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nha. Ở đây mình có sử dụng một cái dĩa tròn. Dĩa tròn này là dĩa cô tiên nè. Đó, bề hoành ngang khoảng 2 tấc mấy, khoảng 2 tấc rưỡi thôi mọi người. Đó, thì mình sẽ sắp lên từ từ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha mọi người. Này, trước tiên là một trái dừa. Dừa thì mình chọn trái dừa nào mà nó có thể cân bằng gì nè. Đó. Nó mọi người, đó, để cho nó bằng gì nha. Đó. Này, giờ mình sẽ cho nó cao lên một xíu nha. Đó. Cho nó cao lên xíu. Mọi người thấy nó còn cái cuốn nè, nó giữ ở đây. Đó. Sau đó thì tiếp tục á, mình sẽ tùy cái gốc nha, cái gốc mà cái gốc mái của mình á thì mâm trái cây á nó sẽ nhìn ra đây. Nên mình chọn cái ra đây nè, cái đầu hoặc cái đuôi á, cái nào bạn thích thấy nó đẹp nhất đối với mình. Mình thì chọn như vậy. Đó. Đó, một trái cầu dừa đủ. Cầu ở đây. Đó, cầu ở đây nha. Cầu dừa đủ. Đó. Xong.
xong thì các bạn sẽ chèn những cái trái quýt, trái quýt vô, quýt ngọt nha mọi người, mình chèn vô ở chính giữa này đi. Đó, chọn những trái bự bự này nè, chèn vô đây, chèn vô đây trước đi. Đó, rồi mình mới để trái mang cầu lên. Mình còn ở ngoài một ít nữa nha các bạn, còn ít trái quýt nữa, tại cái mâm nó đã tròn rồi. Đó. Đó, giờ mình để trái mang cầu lên cho nhìn nó tôn trái mang cầu mình lên nha. Đó, rồi tiếp theo là mình để trái xoài vô. Đó, trái xoài mình để dừa thôi, các bạn có thể mua trái xoài bự hơn chút xíu cũng được. Đó, xong mình sẽ chắc những cái trái quýt này lên. Đó, mình có trái quýt này nó có cái dây nè, đó là mình chắc lên rất là đẹp nha. Sau tiếp tục là cái chùm sung của mình. Chùm sung bữa nay mình lựa nó cũng không có được đẹp lắm, nhưng mà mình cố gắng mình là chọn cái góc nào đẹp nhất. Đó, đó nha mọi người. Rồi tiếp tục là mình cứ còn bao nhiêu cái quýt đường nè, mình phải cắt vòng vòng. Mình làm rất là nhanh, dễ trái cây mình nhanh mà nó đẹp, mà nó mang đầy đủ ý nghĩa luôn mọi người. Quan trọng là mọi người chọn được những cái trái cây mà đẹp nhất á. Mình kéo nó ra cái này nè, cho nó trái mình nó tròn á, mình để cho nó đều lại nè, cho cái nền dưới đây nè nó phải đều nha. Chắc mình vịn ra từ từ thôi. Đó, các bạn có thể cắt đi cái cuốn cũng được. Đó. Rồi mọi người tiếp tục thì chúng ta sẽ quay cái dĩa này lại nha, quay cái dĩa trái cây của mình lại này, quay kiểm soát coi nó còn cái lỗ nào thừa ra không nè mọi người, xem bên đây nó còn dư. À, các bạn mua quýt này thì các bạn mua nhiều nhiều nha. Đó, giờ chúng ta sẽ chèn vô đây. Đó, chèn vô đây cho nó đều cái dĩa trái cây mình nhẹ nhàng nữa nha. Đó, cái này ở trong đây. Đó, nó ở đây nữa. Đó, ở đây nữa. Ở đây, trong đây nữa. Xong rồi chúng ta sẽ cái nào á, nó dư cái cuốn á, các bạn thế đi. Thì chúng ta cắt rớt. Chọn những cái này nè, cho nó tròn đều. Đó, chúng ta sẽ chắc như vậy. Bây giờ chỉ cái cây của chúng ta tương đối đều đó mọi người, chúng ta chỉnh lại chút xíu cho nó còn vài cái cuốn á, nhìn cho nó đẹp. Thì mình sẽ quay vòng cho mọi người xem. Đơn giản mà cái ý nghĩa nó rất là đủ để cúng lên bàn thờ nha. Đó. Đây là một cái dĩa rồi là mâm ngũ quả của người miền Tây. Đó, cô chú anh chị nào ở cái vùng miền khác á, có trưng cái mâm ngũ quả như thế nào thì chia sẻ với mình nha. Theo mình biết thì người miền Tây mình á, chủ yếu là dựa vào cái tên của những cái loại quả mà chúng ta sắp xếp được cái dĩa trái cây. Thì mình ở đây thì ở đây á, mình sẽ giới thiệu luôn cái ý nghĩa của một số cái loại quả ở đây. Theo miền Bắc thì dựa vào ngũ hành kim mộc thủy quả thổ, là dựa vào những cái màu của trái cây á mọi người. Người miền Bắc sẽ sắp xếp cái mâm ngũ quả của mình. Thì về người miền Tây của mình á, thì chủ yếu là dựa vào tên của từng loại quả mà ghép lại để cầu mong những cái ý nghĩa. Đó. Cái mâm ngũ quả cơ bản của ngày xưa á, thì đã ở đây mình đã sắp đầy đủ rồi nè, mình sẽ giới thiệu cái ý nghĩa của nó luôn. Cầu, đây là trái mãng cầu. Đó, mày chắc miền Bắc kêu quả na á, những cầu này á là mãng cầu ta. Có thể bạn có thể thay thế bằng mãng cầu sim cũng được. Cầu, dừa, đủ, xài. Nói lên cái tính khiêm nhường của người miền Tây mình. Nói chung là mặn dừa đủ xài là được rồi, không cần dư giả lắm.
an yên, bình yên, hạnh phúc là được. Bởi vì mình có sử dụng luôn, ở đây là trái quýt, quýt đường. Màu sắc thì các bạn thấy nè, màu vàng tươi, thể hiện sự tươi mới trong một cái năm mới. Bên trong thì ngọt, thể hiện sự ngọt ngào, hạnh phúc trong một cái gia đình. Thì mình sử dụng cái màu vàng này làm cái nền tảng, gọi là hạnh phúc gia đình làm nền tảng. Xong rồi mình mới xài, sử dụng thêm mấy cái trái là cầu vừa đủ xài, sung túc, hạnh phúc. Đây, cái quýt thì nó biểu tượng cho là thành đạt, hạnh phúc, sự ngọt ngào, cũng như màu sắc rất là đẹp, kết hợp với màu sắc đó, nó phối lên rất là đẹp nha mọi người. Thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem nữa. Đây đó, nó rất là đều đây. Cái nào không đều thì mình chỉnh lại chút xíu. Đó, cái nhỏ thì để dưới đi, cái nhỏ để trên, cái lớn để dưới. Đó, rất là đơn giản và đẹp. Thì hôm nay mình có thêm một cái phần nữa nha mọi người, mình có thể kết hợp thêm nữa. Đây là một cái nhánh này gọi là nhánh phát tài. Đó, thì mình kèm ở đây là một cái nhánh mai, may mắn phát tài luôn, thì cái ý nghĩa nó sẽ trọn vẹn hơn nữa. Nhưng mà các bạn lưu ý, cái nhánh phát tài này thì để lâu được, nhưng cái nhánh mai á, sau khi mà mình cúng dâng ông bà xong rồi qua ngày hôm sau thì mình có thể thay thế nhánh khác, hoặc là chúng ta để ra cũng được. Chủ yếu mình để lên cho nó đầy đủ ý nghĩa. Đó. Đó. Các bạn thấy nè, chậu mai á, mai thì mình chọn mai nó vừa nở mà cũng có búp luôn á mọi người. Nè, mình dâng lên và vừa có búp vừa có nở luôn, sẽ trọn vẹn, sẽ cầu mong cho một năm nó được an yên, trọn vẹn, may mắn phát tài. Đó, cái dĩa của mình cơ bản là như vậy đó. Này mọi người thấy là cái tên nó rất là hay nha, cầu dừa đủ nè, cầu dừa đủ xài. Đây, cầu dừa đủ xài, hạnh phúc, sung túc, may mắn phát tài. Đó, cái mâm củ quả mình á rất là trọn vẹn ha. Giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem. Đó, mình lấy cái hạnh phúc là gia đình làm nền tảng, rồi mình chọn trái quýt đường, sự ngọt ngào may mắn cho gia đình. Mình thì mình sẽ quay cái bề đó ra ngoài, cái phía ngoài bàn thờ, nên mình sẽ ở trong đây thì mình để gì thôi. Nè, đó, đây là mặt phía sau đây. Rất là đơn giản nha mọi người, không có cầu kỳ mà chúng ta có thể dễ tìm nữa. Nè, mình còn trái mình để đây luôn cho nó tròn cái dĩa mình. Đó, các bạn có thể thêm vài trái nữa cũng được, để sao cho nó đều hết được rồi, được rồi. Quay những cái mặt nó, cái cây thì lựa đôi khi phải có trái gì trái khác thôi mọi người. Đó, nên chúng ta phải để đây, nhỏ để trên, sắp xếp sao cho nó gọn nhất là ok. Không, thì mình đổi qua đây đi. Đó, nhiều khi trái này nó thích nằm bên đây. À, không mấy thì lấy ra luôn. Đó, vậy là cũng được rồi. Rồi. Đó, thì dễ cái cây mình cơ bản là nó có ý nghĩa vậy đó. Cầu dừa đủ xài, sung túc, hạnh phúc, phát tài. Rất là đơn giản nha mọi người. Rồi, thì mình đã giới thiệu cho mọi người cái mâm trái cây của người miền Tây của mình. Đó. Đơn giản mà đầy đủ ý nghĩa, may mắn phát tài luôn. Thì cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh của mình nha. Nếu thích hãy nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều video mới nhất. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, phát tài, vạn sự như ý nha.